đúng rồi, ông có lên thăm vườn thăm rễ rồi cũng như là thăm gì vườn gì ba sáu mình rồi 10 còn 8. Hôm nay cuối tuần thôi kéo cả băng lên đi chơi thăm rồi gia đình tụ họp ăn uống cho vui một bữa. Từ bữa dịch tới giờ là cũng 6 tháng hơn rồi đó, rồi cũng không có đi lên chơi gì hết á. Giờ đi định đi chơi làm cái video cho mọi người xem. Lâu lắm rồi mọi người cũng hỏi hoài sao không thấy lên giường lên làm này kia rất nọ rồi cây cối giờ sao đó. Giờ 6 tháng trời nay là dịch giả nằm im mình đâu có đi đứng đâu được. Lần này nói ra sắp xếp nghỉ một bữa cho mấy bạn về sớm. Cho mấy bạn về sớm rồi mình đang chạy xe mọi người thông cảm nha. Đâu xin chị Quỳnh ở đâu ta? Quỳnh ở đâu ta? Ở Đồng Nai. Nhà khác hả? Ở Đồng Nai. Đồng Nai chứ không phải Đồng Nai. Đúng rồi. Còn ba ly làm gì á? Ba ly phải chích rồi. Đúng chi tiền. Bây giờ còn muốn bình vậy hả? Lên là tụi chuẩn bị đồ ăn cũng nhiều ở trên một gì mình là nay mới cua cây dừa phải là có đồ ngon luôn, đặc sản bánh tre luôn, đun dừa mình được mua mấy ký thịt bò mà cái lỗi vai của bò bổ úp á ướp sẵn rồi anh em cũng chuẩn bị hết đồ nướng gặp mặt là mày lon cho vui. Lâu lắm rồi cả nhà muốn đi lên đây thấy chơi. Thời gian gì đâu có đâu, cái tranh thủ ngày hôm nay thứ bảy cho nhân viên của con nghỉ buổi chiều rồi hai chồng đi tới sáng ngày mai về sớm rồi mai cho ngày buổi sáng trưa qua làm để giao hàng ở nhà. Nói chung mình làm online thì công việc nó cũng không có phải bị gò ép gì mấy, chỉ cần cầm cái điện thoại đó các bạn nhân viên mỗi bạn nghỉ nhà nhưng mà mỗi bạn mình phát cho cái điện thoại để vừa nghe đơn rồi nhập đơn rồi làm đơn tạo đơn cho đi rồi chị tới rồi quấn rồi dán rồi cho đi thôi. Nói chung là cũng không có phải gò bó về thời gian nhưng mà có mình ở nhà các bạn làm việc thôi chứ mình thì nó lại hiệu quả hơn. Đó là vậy. Ok thì bây giờ hôm sẽ đi rồi một lát nữa tới đây rồi video ngày hôm nay như thế nào thì mọi người theo dõi nha. Bây giờ là đang đi qua đò mọi người. Đó. Ngay chỗ đây là bến đò. Hồ này mấy anh em đi câu cá nè. Đó. Anh ơi, cái này đi được không? Anh nghe tiếng được không? Được. Ok. Câu cá. Đúng vậy nha mẹ. À, lòng hồ Đồng Nai là mọi người bình thường là mình đi đò khác, nay là cái đò thường mình đi là nó bị đóng rồi. Bên đây là Bình Dương nè. Đó, bên đây là Bình Dương, bên đây là Đồng Nai. Nên là cái tuyến Bình Dương Đồng Nai người ta đóng thì mình đi cái đường khác vô rồi mình đi qua đây bên đi Đồng Nai nè. Đây bữa trước là câu cá là quá trời cá luôn á. Bữa xả đò quá trời cá luôn á. Thấy trên mạng á. Oh, thấy hồ đẹp không Ly? Đâu. Đấy, chị, mấy chú với chị tắm hồ bơi kìa. Tắm hồ bơi nữa con có mặt ở dưới cắn. Trời đất ơi, trời đất ơi. Đâu quá. Có thấy không? Mấy chị trúng đâu hồ bơi kìa. Thấy nước chảy không? Ở đằng đây là cái cửa đập của hồ thủy điện Tri An. Cái ngày mà người ta xả đập là nước ở đây rất là cao, chảy rất là xoáy. Bà là ta dạy muốn gì thăm đây vậy? Bà là muốn gì đang đông cái giường cái gì vậy? Sao bà Lê? Bà Lê? Sao? Con biết cái muốn gì cái gì? Sao không qua cô chú đi? Xin cảm ơn cô chú xin. Đang ở chứ. Dạ đang ở đâu ạ? Đi qua nhà. Dạ đâu? Bà Lê hôm nay đi đâu đây mà nói mà cô chú nghe bà Lê. Bà Lê
đò thì cũng lẹ đó mọi người, qua thì chỉ có khoảng 5 phút mò là qua tới thôi, bên đây xong bên kia xong. Hồi xưa mình đi là bên kia giờ cấm nên không có cho đi nữa, mới vừa mới mở nên là giờ cấm lại rồi đúng không? Đi ba cái con cấm như đây rồi cái sông bên đá bên sình nó khác à, hai màu không lẫn lộn. Các bạn bây giờ mình tới cái giường mình rồi nè. Ở cái giường cũ mình là ở đằng phía ngay xa nè. Và mọi người bây giờ thấy là nguyên một cái khu dân cư này người ta đang về không? Làm không? Mấy trăm mẫu á. Đây nè mọi người. Hồi trước ở đây to mọi người mấy những cái video cũ của mình mọi người coi, đây là như đây là vườn bây giờ người ta bên đây á. Người ta quy hoạch hết luôn rồi. Bây giờ sẽ là những cái khu dân cư mọi người chạy thẳng vào đây luôn. Đó. Đã không? Rồi bật nhựa nè. Đó, đồng đường nhựa nè, thẳng vào bên kia ngã tư đường nè, đường lên đây đó. Quá đã luôn. Đó, đi thẳng ra ngoài kia cũng có một cái đường đi ra ngoài cái đường khác lọt vô, rất là đẹp mọi người. Còn cái chỗ này là cái chỗ là của chị của mình, nhưng mà mình mới nhượng lại đây. Đó, là sau này sẽ là của mình. Bây giờ hôm nay là lên thăm vườn. Đây là nhà của chị mình nè, chị mới vừa nhượng lại. Bây giờ Đà Lạt không chính? Đó, bây giờ mình lên đây mình thăm vừa cái vườn quýt mà vườn này vườn coi như của mình luôn. Đó. Ơi, đã không con? Đó, đây là mọi người thấy không? Làm cái này bò này. Ơi. Bò này thì mình tôm. Bò này thì mình ướp sẵn ở nhà nè. Ồ, bên đây là heo nữa nè. Bò nướng ngon. Đó. Ngồi ở đây mà nhà ngu mà nhìn ra ngoài. Đó mọi người thấy không? Mới mốt bên kia là một cái khu dân cư của họ. Còn mình là ở đây mình trên cao, mình trên đi vô mình trên Đà Lạt mình nhìn xuống á. Ha. Ở dưới trên Đà Lạt gì nữa? Cao lên mét hơn á. Ừ, cái đề mới mốt là bà bỏ người ta khi người ta làm xong ở bên đây người ta làm cái bó dĩa nè, lan can á. Thì mình sẽ xẻ một cái con đường lên đây, sẽ sẵn một con đường lên đây. Làm một cái đường ấy để mình chạy thẳng xe vô nhà luôn anh chứ ha. Cái này nè. Đúng rồi. Chỗ này mốt mình làm một con đường bê tông mình sắn vô đây, sắn vô đây cho xe hơi là mình chạy thẳng vô trong đây luôn. Ở bên đây là có một cái ấy nè mọi người. Đó. Thì tạo cái độ lại, thì tạo độ lại là phải sắn vô đây nè. Đó, sắn từ đây thẳng lên nè. Đó. Bắt đầu mình mới làm một cái con đường. Rồi bây giờ nói thăm cây rồi mình phải có cây đúng không? Vườn có cây gì? Vườn thì có cây bưởi. Bưởi cũng mấy trăm gốc, trăm mấy chục gốc. Có cam, quýt, dừa nữa nè. Đó. Ở đây có cây mít nữa nè mọi người. Đó. Sau này chay về kinh sình Bali lên là có trái cây ăn rồi. Đó, mít nè. Đó, mít nè. Mít này rất là ngon nha. Mít này chị mình hay cho tặng mình đem về quê. Đó, đây là bưởi. Ừ. Quay vòng với video cái dập ghê không? Mới làm cỏ à nén. Ồ, sạch ghê không? Này xưa giờ có ra tới đây đâu, giờ mới ra. Ủa là tới đâu anh tới cái mức sạch rồi thôi hả? Rồi chạy dài quá kia hả? Diện tích ở đây là được 5 công rưỡi mọi người. Ờ biết rồi không, cứ đi tới đây thôi chứ đâu thì tới mời buổi sáng rồi đi ra ngoài kia. Mít mít ù quá trời mít ta. Mấy cây rồi hả? Đây một cây mít. Không quay thôi. Đây một cây mít nữa nè mọi người. Cái dừa nè, chuối. Ui à.
rất là sạch luôn. Cái mặt tiền đường nhựa này được khoảng 80-90 mét, 80-90 mét tiền mặt tiền mọi người, tiền từ từ đó rồi. Này thăm vườn đúng nghĩa. Còn cái vườn quýt thì nói chung mấy cái cây quýt thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Đây là cái vườn này, cái vườn mới của mình nè. Vậy nước thôi ướp rồi mà. Ủa? Ủa Ngân em đi vòng đi Ngân. Dòng có mày dòng mà sập ghê không á? Ủa mảng cầu nhớ có nhiều lắm mà sao nay ấy ta? Ơi, đẹp không con? Cái này là đi ra hết nguyên cái này luôn phải không? Đúng rồi, tới thẳng kia luôn. Cả nhà. Trước giờ ông vợ chồng luôn lên rẫy và chỉ có ở nhà mẹ sáu nè. Nhà này nữa. Nè, nhà chị Quanh nè, ngày hôm nay chính thức là ở đây luôn rồi đó. Hai đứa nhỏ đang mừng nãy giờ nói đây là nhà mới, ba mẹ nó mừng quá trời luôn. Ghê, tụi đây phóng ra nhiều sáng, mát, dễ sợ luôn. Ừ. Sau này mà thành khu đô thị là ngon nữa nè, khu nhà mới. Nhưng rất là đẹp mà. Mà chắc này cũng cần thời gian nữa thôi. Này chắc khoảng khoảng 5 nữa em. Hạ tầng này 5 nữa. Xong rồi họ sẽ đưa dân cư về đây. Ở đây bây giờ mốt mở quán tập quá bán cũng ngon đó mọi người. Quá đã luôn Thái. Một hộp á, một hộp nữa không? Một hộp được rồi, kim chi hả? Điện thoại em. Đỡ đấy giờ ăn hết rồi lấy ăn tiếp. Thì một bên bên heo, bên heo. Quất liền không vậy hả? Dạ. Liền không vậy hả? 120 một tuần nó có hàng cho tôi ha. Mẹ rớt đi. Một tuần nó có hàng. Ê. Đi vậy. Rồi mời những người, mời cô Tám. Rồi, gọi hết rồi. Đó hết hả? Chưa hậu bán cho khách. Đáng lý là lên là mày mời cho tao không mời. Không thì bây giờ ông đại diện đi, ông thổ địa mà. Đại diện đi. À, chung chung thái nữa đúng, có ăn luôn. Quá ngon, quá đẹp. Cái bông này bông rồi, thấy chưa? Đồ trồng lên. Cái gì? Cái bông của nhà tấu cu nó ngủ đầy luôn. Ngủ đâu? Chim. Không đúng đâu. Cũng gì bác cũng bác bác. Đó là ai mình nhà đây rồi. Phải không? Nãy nào mới đấu mình bác. Tại vì mình nó cấp lại mình cho mình tiền. Ngon mọi người. Rất là đẹp. Rất là chị mình ngày xưa ở bên đối diện là cái giường của chị. Có một ít chú Tùng mang giùm đi. Cái giường của chị xong bắt đầu cái là người ta lấy bên đó, cái người ta làm đền bù thì sau này sẽ người ta sẽ cấp mình lô tái định cư ở bên đây luôn đó. Còn đó là dưỡng sáu mình đó, đó. Xe mình cứ để đây thôi, không ai gì hết. À, alo sáu rồi. Vậy luôn chứ. Hello bà Sáu. Đó lớp nhà bà Sáu đàng hoàng. Cái đèn ở đây đâu? Bật bao bật bật luôn đèn ngoài đây đi con. Quá vui luôn, nào là sau hơn 7 tháng rồi mới lên đại bà Sáu. Gì tính ra lâu lắm rồi đó, không nhớ là nào chứ còn dịch đây là 6-7 tháng mà 6-7 tháng mà lên đó trước đó mấy lâu nữa đó, hôm nay mới sum họp nè, giờ có là gì 10 đấy gì dạ đang đường nè, cái này nó đang câu điện bắt điện rồi đèn đường không ốc đó sao có 5-25 là phải câu điện của đây ở vậy hả dạ 2025 hả? Thì đây, Ngân ơi em đứng em coi con rồi. Em coi đi vô. Ba đi theo em giùm cậu cái. Có hồ ở đó nguy hiểm quá con.
cái này đó mọi người thấy không, cuối tuần mà sum họp về ăn uống về cái bắt đầu có cầu bơi, có cây, có cối rồi mình đầu tư vô thêm hồ bơi nhỏ nhỏ nữa cho mấy đứa cháu nó tập trung nó chơi, rồi người lớn thì hả sum lại rồi nướng thịt rồi barbecue nhậu hồ luôn, lon bia cái ngủ có chỗ ngủ ngon lành quá đẹp. Đẹp chính đẹp là không có cái giường này xưa giờ thì mình của chị mình thì mình lên thường, nhưng mà nay là lên cái khu này rất là thoáng. Làm gì phút nữa hả, chín chưa, chín chưa, sao giờ hết hay lửa rồi, được đây bò này cháy cháy rồi, được ra được rồi, bò đây là bò quanh lửa không hả, vô nhà đi con, vô nhà đi con. Đây bây giờ mặt là mọi người đó, đây ba sáu mình, ông Hiến, Diện Chính, Diện Mười, chú Hai nè, chú Hai làm vườn nè, đó anh Quang, Quang Nông Dân TV đó, nay nay làm lại video rồi cũng như là chuẩn bị là qua Mỹ rồi, muốn mà mọi người nè có theo dõi thì qua bên Nông Dân TV theo dõi cuộc sống Mỹ Florida của Nông Dân TV mọi người. Đây là Tùng Tự Tin. Quá trời người đặt tên cho kênh luôn mà không biết giờ mới lấy tên nào. Ở bữa Ngọc đặt tên đó. Nông dân Florida đó, nông dân. Nông dân Việt sống ở Mỹ. Ở gì đó là sống, rồi sống Mỹ gì đó vậy đó, đại khái là con cũng quên rồi, con thấy nó đọc. Nông dân Việt cuộc sống Mỹ. Khỏe, lúc là anh khỏe, khỏe hơn lúc giữa mùa dịch. Được luôn á. Này. Đây đang có. Rồi lên đây chúc mừng hết đi, chúc mừng gặp mặt sau mấy tháng trời gặp nhau. Rồi, xin mời. Nói như Dượng Mười mình là mọi người biết là hơn 8 tháng rồi mình mới gặp lại mọi người. À, năm. Ở phía sau, ở hậu đường sau. Chính rồi. Bên này chính rồi nè. Bò nè, bò nè. Bò chính rồi nè. Bò 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 mình ngồi trong nhà ha, đèn đường mà nó mở lên một cái bên đây mà mốt chắc mở tập quá được á, mở tiệm tập quá, mở cái đại lý bia có lý á, ông ở đây đi, ông Én ở đây đi, mốt mà dân cư mà về đông đủ tôi mở một cái đại lý bia sân vườn đó hả, vẫn lý luôn thì ông ở đây chứ ở đâu. Hồ bơi đủ quán cà phê luôn. Rồi rồi. Video này coi như video kỷ niệm là sau mùa dịch đây mọi người. 8 9 tháng mình mới lên lại đây. Hai đứa nhỏ thì đó nó khoái, còn mà hai đứa nhỏ còn mình nó khoái con Quang lắm. Gọi suốt nó chơi với anh. Bữa đang ngủ, miếng ở những cái công Quỳnh. Ủa Quỳnh tới công. Quỳnh không công Quỳnh. Ủa sao dắt này không gọi tao mà ngủ mà không mê mang quá, không nghe nó sao gọi lại không ai. Mưa con mấy mà. Sao gặp chính. Trời ơi. Đó, gặp chính là biết rồi đó. Còn che mày nữa. Chính là biết xin gọi á. Ủa sao Quỳnh lại nó bút khác hả vậy? Cũng vậy không biết sao mà cái iPad á là nó còn cái Facebook cũ của ông nội. Nên nó cầm nó gọi biết là nó gọi ông nội chính nè. Nó gọi ông à, rồi nó gọi 36 ra, nó sao mà nó biết gọi 36, rồi nó gọi ui tùm lum hết á. Vừa ăn cạnh với vừa luôn. Vừa dâu vừa ấy vừa vừa. Nó khác cái tan đồng, nó dần khác cái đồng. Ngon. Mấy mấy cái này nó lấy mà, muốn nào ấy thì lấy ra. Giờ đợi câu 8 mình chút nữa xíu nè mọi người, câu 8 đang bận khách. Không bao giờ mới trễ, chỉ heo rồi. Rồi mọi người ơi, coi như là cái video hôm nay gia đình mình sum họp. Gia đình sẽ kết thúc cái video này để tiếp tục tâm sự nói chuyện với nhau, thì cũng quay cho mọi người coi hôm nay lên giường thăm giường như thế nào. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình nha. Bye bye cả nhà nha. Chào cả nhà.